Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em thợ một cái kỹ năng mà tôi nghĩ rằng là anh em thợ cũng đang là rất là cần. Thì trên màn hình của quý vị đó chính là một viên pin HP 4 cell có dung lượng tổng là 2950. Và viên pin này thì tôi cũng vừa mới chạy phần mềm xong. Viên pin này sử dụng chip BQ30Z55 và đặc trưng của BQ30Z55 thì sức khỏe của viên pin là do hệ thống phần mềm quy định chứ chúng ta không thể sửa được. Và như quý vị và các bạn thấy ở trên màn hình, điện áp của 4 cell pin đang rất là đều nhau. Tất nhiên rồi, vì tôi vừa mới chạy cân bằng cell pin, và video hướng dẫn cân bằng cell pin thì tôi cũng đã để ở phần mô tả ở phía dưới video. Rồi thì bây giờ quay lại nội dung của ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để chúng ta hạ điện áp sạc đầy cho toàn bộ viên pin này. Thì quý vị có thể nhìn thấy tại mục trên volt này đang có giá trị là 17.400, và ở tại mục design volt là 14.800, tương đương với lại là 14,8V. Và viên pin này sử dụng 4 cell pin. Thì bây giờ tôi sẽ lấy 17.400 này tôi chia cho 4, xem là điện áp sạc đầy của 4 cell pin này là bao nhiêu. Đây, tôi sẽ lấy 17.400 chia đều cho 4 cell pin bằng 4.350, tương đương với lại là 4,35V. Như vậy có nghĩa là viên pin này đang có điện áp sạc đầy là 4,35V. Thế nhưng mà ở đây thì tôi lại đóng 4 cell pin có điện áp sạc đầy là 4,2V. Và với viên pin 18650 thì bây giờ gần như là đa số những viên pin của chúng ta có điện áp sạc đầy là 4,2V, mà hệ thống phần mềm của viên pin này đang là 4,35V. Chính vì vậy cho nên là sau khi mà đóng cell pin mới có điện áp sạc đầy là 4,2V thì tôi phải hạ cái phần này xuống là 4,2V. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để hạ cái phần này xuống 4,2V. Thì đây là viên pin BQ30Z55 cho nên là tôi sẽ tắt đi, và tôi sẽ vào menu BQ30Z55. Đây rồi, thì tại cái phần mà SECO này nó đang đỏ, có nghĩa là viên pin đang bị khóa. Thì bây giờ tôi sẽ mở khóa ra. Sau khi mở khóa thì SECO đã là màu xanh. Thì lúc này thì chúng ta mới chỉnh sửa dữ liệu được. Thì để sửa điện áp sạc đầy từ 4,35V xuống 4,2V thì tôi sẽ vào phần Flash Data, có nghĩa là phần dữ liệu. Thì phần đầu tiên tại mục Gas Going này, tôi phát âm tiếng Anh không chuẩn thì mong quý vị thông cảm nhé. Thì tôi sẽ sửa 4 nội dung sau. Ở đây là giá trị là 4.350 thì tôi sẽ chuyển ra là 4.200. Ở đây cũng vậy. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang mục Limited. Thì tại phần Limited này tôi cũng sẽ chỉnh sửa giá trị của 4 dòng này từ 4360 xuống còn 4260. Đây. Rồi thì sau khi mà chỉnh sửa 4 cái mục này về giá trị là 4260 thì tôi sẽ chỉnh sửa tiếp tại mục là Advan care. Thì tại mục này thì tôi sẽ chỉnh sửa những cái giá trị như hình ở đây. Tất cả những cái giá trị mà có 4350mV thì tôi sẽ chỉnh về là 4.200. Đây thì tôi sẽ chỉnh giá trị này là 4.200. Đây cũng vậy, 4200. Đây cũng vậy. Và đây nữa, giá trị này cũng là 42. Rồi sau khi chỉnh những giá trị volt này về 4200 thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lưu thông tin, và tôi sẽ mở cái phần test lên để tôi kiểm tra. Đây rồi, thưa quý vị, tại mục trên volt thì giá trị đã chuyển đổi từ 17.400 xuống còn 16.800. Thì bây giờ tôi sẽ lấy 16.800 chia đều cho 4 cell pin xem kết quả thế nào nhé. Chia cho 4 bằng. Vâng, như vậy là kết quả là 4.200. Và tôi đã chuyển đổi thành công điện áp sạc đầy của 4 cell pin từ 4,35 xuống 4,20 thành công. Như vậy là bây giờ viên pin này là rất là yên tâm, quý vị có thể sạc thoải mái và sử dụng thoải mái. Vâng, và bây giờ thì có một số quý vị sẽ thắc mắc là tại sao mà tôi không để nguyên mà tôi lại phải chuyển đổi từ 4,35 xuống 4,20. Bởi vì là 4 viên pin 18650 mà tôi đóng mới vào viên pin này có điện áp sạc đầy là 4,2V. Chính vì vậy cho nên là tôi phải hạ từ 4,35 xuống 4,2. Và vì sao mà tôi lại chia sẻ video này? Bởi vì gần như đa số những viên pin 18650 bây giờ đang có điện áp sạc đầy, tiêu chuẩn của nhà máy sản xuất là 4,2V. Chính vì vậy cho nên là tôi chia sẻ video này để cho anh em thợ lấy tài liệu tham khảo. Và video này thì tôi chỉ đặc biệt chia sẻ một cái nội dung là hạ điện áp xuống thôi. Vâng, ở đây thì tôi xin quý vị và anh em thợ lưu ý một chút này. Cách chỉnh sửa này chỉ có tác dụng với chip BQ30Z55. Có nghĩa rằng là với những dòng chip khác thì chúng ta lại sẽ có những cách chỉnh sửa khác. Thì dần dần thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và anh em thợ sau. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số Zalo 0969 988 500 thì tôi sẽ tư vấn để sửa chữa. Và nếu cần thì quý vị có thể gửi pin cho tôi làm xong thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Và quý vị nào mà xem video mà thấy hay mà chưa đăng ký thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video sau. Tạm biệt quý vị.